Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay tiếp tục với bản mod Taito thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái vũ khí trong bản mod mod Taito. Có cái vũ khí đấy thì hình như là cái kiếm ánh sáng thì phải. Nhiều bạn bảo mình làm về cái kiếm ánh sáng thì ok. Trong video này cái kiếm ánh sáng sẽ là nhân vật chính nhá các bạn nhá. Mình sẽ chơi con nhân vật tên là Multitaker, con này là con nhân vật 12 tay. Các bạn có thể quá quen với con nhân vật này rồi, bởi vì mình làm cũng khá nhiều về con nhân vật này. Con nhân vật này thì không phải trong bản mod, nhưng mình sẽ sử dụng con nhân vật này để cầm 12 cái thanh kiếm ánh sáng đấy, thử xem nó sẽ như thế nào nhá. Cái thanh kiếm ánh sáng đấy thì nó có 3 màu các bạn ạ, màu xanh, xanh dương, xanh lá và màu đỏ. Cho nên là mình sẽ cầm 12 thanh kiếm đủ sắc màu luôn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với Dungeon 5 các bạn nhá. À, trước khi vào video hãy để lại cho mình một like và một subscribe kênh, và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem. Nào, let's go. Cái thanh kiếm này thì các bạn phải chơi xong cái đen cái wave 1 thì mới mua được các bạn ạ. Nếu như mà chơi bằng con nhân vật 12 tay này, bởi vì nó không có cả bắt đầu chọn lựa chọn sẵn cho mình ở những cái con nhân vật bản gốc ấy. Ok, xong này. Mình sẽ vào shop mình mua con. Cái kiếm đấy hình như là chơi đâm ngắn thì phải, nếu như theo mình nhớ nó là đâm ngắn. Đây, chúng ta cùng ra xem nó chơi đâm ngắn hay đâm dài như thế nào nào. Đây, nó có 3 màu các bạn nhé. Màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ. Con kiếm này thì sẽ chơi đâm ngắn và fork. Đâm fork. Đâm fork này là chính xác. À, lực lượng à? Hay gì nhỉ? Thôi mình cứ lấy một cái kiếm đỏ trước này. Xong lấy thêm một cái kiếm xanh ra xanh dương này. Xong mình bán cái này đi này. Đấy, hai kiếm này trước nha các bạn nhá. Chúng ta cùng vào với hai. Cái fork kia là cái gì ta, mình chưa ấy lắm. Ui. Ui. Cái kiếm này, từ từ, mình giảm nhạc xuống xem nào. Giảm nhạc xuống nghe cái sound effect của kiếm mình xem nào. Ui, nghe lạ thế nhỉ? Nghe tiếng lạ thế. Mà kiếm này đánh chậm lắm các bạn ạ. Kiếm này đánh chậm lắm. Ok. Ờ, từ từ, chơi cái kiếm này thì phải để cái để cái nền background phải là màu màu đen. Màu đen thì xem mới rõ được. Xem nào, Dream. Đây, Darkland đây. Ok. Phải để màu đen thì cái kiếm này nó mới nổi này. Ồ chết, tí nữa thì ấn quay trở lại menu. Ok, tiếp tục nào. Đam ngắn tốc chạy. Ờ, lấy 3 tốc chạy đi. Chạy nó nhanh, chém nó tít. Nào, mua thêm kiếm nào. À, kiếm xanh nào, kiếm xanh dương đi. À, xanh lá đi. Một cái kiếm xanh dương nữa. Ok. À, 4 kiếm rồi này. Chúng ta vào quay 3 các bạn nhé. Ấy, các bạn thấy không? Để sang cái nền đen mấy cái kiếm này nổi hẳn luôn. Nhưng mà nghe cái sound effect của cái kiếm này nó cứ thế nào ấy nhở. Nghe nó cứ gừ gừ, nó cứ kiểu gì ấy. Nghe nó không được kiểu bắt tai cho lắm. Ây à, mất 3 máu ạ. Nghe tiếng nó cứ như kiểu là cái máy nó cầm gừ ấy. Ờ, bây giờ sẽ 5 lắc này. Mua kiếm tiếp này. Mình sẽ mua lên kiếm xanh đi. Kiếm level 2 luôn. Kiếm ánh sáng đây. Một cái này. Một cái nữa này. Ok, chúng ta bị âm đam rồi. Bởi vì con nhân vật này các bạn lấy càng nhiều vũ khí thì các bạn sẽ bị trừ mỗi vũ khí là 5 đam. Đó. Cho nên là các bạn phải hết sức cân nhắc khi mà lấy nhiều vũ khí nhé các bạn nhé. Cái kiếm này đánh hơi chậm. Theo cảm nhận của mình là cái kiếm này đánh hơi chậm các bạn ạ. Nó đẹp thì nó đẹp thật ấy, nhưng mà nó đánh hơi chậm. Úi dồi ôi. Úi dồi, mất 3 máu. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Không việc gì phải vội. Không việc gì phải vội. Ây à, mất 3 máu tiếp ạ. Ok, 101 tiền. Tốc chạy à. Mình sẽ lấy thêm 2 mini dam. 10 lắc nữa. Lấy thêm kiếm nữa đi. Lần này sẽ lấy kiếm level 2 nhưng mà sẽ là màu xanh lá cây và một cái màu xanh dương. Combine cái này vào.
Còn ba cái xanh dương này vào. Ok, để ít kiếm thôi thì đam của mình nó sẽ không bị âm nhiều. Không âm nhiều thì lúc đấy nó sẽ đỡ bị trừ đam hơn. Nào, chúng ta tiếp tục với wave 5. Tí nữa bắt đầu mình tăng được đam rồi thì mình sẽ lấy full 12 kiếm. Trời ơi. Kể cái kiếm này nó mà khi mà nó chém nó mà tạo ra hiệu ứng kiểu vệt sáng nó chạy như kiểu cái kiểu nó đi theo ấy thì hay nhỉ. Đây thì nó chém như kiểu ấy thôi. Cái kiếm này nó chém giống cái để mình nhớ lại xem nào, nó chém giống cái gì nhỉ? Nó chém tương đối giống một cái vũ khí ở bản gốc, đó chính là cái rìu đúng không? Ờ, tương đối chém tương đối giống cái rìu với lại cái chày. À cái chùy gai. Một hòm à, một hòm mình nghĩ là mình sẽ lấy may mắn. May mắn để cho nó ra được nhiều hòm hơn. Ok. Bây giờ sẽ là phải tăng đam đi. 5 đam này. Ờ từ từ mình tăng lại cái nhạc của nó đã. Vừa nãy mình giảm đi, nghe hơi ít tiếng nhạc. Bây giờ mua lên vũ khí từ từ. Mình sẽ mua cái vũ khí trắng để combine vào cho nó đỡ bị nhiều vũ khí nhá. Ok. Combine. Đó, tạm thời trước thế trước đã. Rồi mua thêm một cái xanh. Mua thêm cái xanh xanh này đi. Combine đấy, đam không bị âm các bạn ạ. Với 6 này. Tí nữa mình lên đam được thì mình sẽ không combine nữa, mình để full 12 cái luôn. Bây giờ tạm thời thì cứ để 4 cái như này đã. Cho đỡ bị âm đam. Nhưng mà với cảm giác của mình thì kiếm này đánh vẫn hơi chậm, vẫn hơi khó chơi. Ôi mất nhiều máu thế. Vẫn hơi khó chơi một tí đấy. Ồ được một hòm này. Ui mất nhiều máu quá, mất nhiều máu quá, còn 2 máu ạ. Thôi, xin các anh. Xin các anh. Rồi, may quá không chết. Một hòm này có lẽ là mình sẽ lấy máu đi, chứ mình thấy là mình ít máu quá. Bị quái nó săn ghê quá. Lấy con máu thì có khi là mình sẽ lấy cái bạch tuộc, con bạch tuộc. Đâu ấy nhở? Mình nhớ là mình, đây. Bảo mình nhớ là mình mở khóa bạch tuộc rồi mà. Ba Meren. Ok, tí luck à. Thêm 5 luck đi. Mình sẽ mua thêm một cái kiếm nữa. Kiếm này thì sẽ mua lên kiếm tím luôn. Mua cái màu đỏ đi. Rồi, ok. Đam mà từng ngày chưa cần. Tí nữa sẽ ấy sau. Nâng đam nhất thì nó phải có may mắn nữa cơ. Ra nhiều hòm thì bắt đầu lúc đấy mình tính đến chuyện nâng đam được. Úi rồi ôi. Mình bị nó dồn quá. Mấy con to này nó dồn ghê này. Nó còn bắn ra mấy cái tia đỏ nữa. Dồn ghê quá. Ai ôi mất 9 máu ạ. Một hòm. Ôi sắp hết máu rồi. Thôi. Xin đấy. Đừng chết. Xin đấy. Thôi. Xin lỗi. Ôi mày quá không chết. Tưởng chết vào đấy thì buồn cười nhờ. Chưa có đót thì chưa lên được tốc đánh. Mà để mà lên được tốc đánh bây giờ thì chưa có nhiều tiền để mà lên tốc đánh nữa cơ. Hơi khó nhỉ. Cơ bản con này mua nhiều kiếm quá nên là không dồn vào được. Nếu như mà đầu tư bây giờ thì đầu tư may mắn đi. Hoặc là đầu tư vào cây cho nó ra nhiều hòm biết các thứ vào một ít. Mình sẽ mua con mèo. Mình sẽ lấy con mèo nhá. Lấy con mèo đi. Rồi 9 máu. Còn trên này thì mình sẽ mua cây cho nó ra nhiều cây một tí. Chứ mình thấy là cây hơi ít. Cây nó spawn giá này là hơi ít. Đâu rồi cây đâu rồi. Một cây này. Hai cây này.
3 cây này. Mua thêm cái cây nữa đi. 4 cây này. 5 cây rồi. Rồi, cái quay này mình chỉ đầu tư cây thôi để cho nó ra nhiều cây, mình lấy nhiều hòm mình nâng cái các thứ cho nó thoải mái. Còn đan thì mình sẽ tính sau. Trời đất ơi, chưa gì ra bị nó lao cho mất gần nửa máu á. Rồi, một hòm đầu tiên. Hai hòm. Cây này thì không được hòm à? Ui, lại mất máu. Ba hòm, bốn hòm rồi. Ok, cây này thì không được hòm. Quái đông thế. Chết dở. Đông quá. Ai ôi, gần chết rồi. Xin ấy. Thôi đừng. Xin ấy. Con trâu này nó hút đau quá. Thôi. Ôi mày quá. Mẹ được 5 hòm này. Căng này. Bây giờ lên cái gì đây? Thứ nhất là mình phải lên cái áo hút đi trước để cho tăng tốc đánh lên. Chứ mình thấy cái kiếm này nó đánh chậm lắm các bạn ạ. Cái kiếm này nó đánh chậm, có đánh kinh khủng luôn ý. Xem nào. Áo hút đi. Đây, áo hút đi đây. Hai cái áo hút đi này, xong bắt đầu lấy thêm một cái áo choàng nữa. Rồi, hai cái áo choàng để tăng tốc đánh này. Mới mình cần thêm một chút máu nữa. Máu. Bạch tuộc đâu. Đây, bạch tuộc đây. Ok, 4 đam ngắn này. Ôi, tốc độ đánh của mình bây giờ cảm thấy ổn rồi này. Bây giờ thì mình sẽ mua thêm một kiếm nữa các bạn nhá. Mua thêm một kiếm xanh lá cây nữa đi. Cho nó đủ màu luôn. Ok, vào quay 9 này. Bây giờ tốc độ đánh nhiều rồi này. Thử xem là bọn quái nó sẽ làm được gì được mình nào. Bây giờ thì đánh nhanh hơn rồi. Đấy, đánh nó phải nhanh hơn như này thì may ra mới chấp lại được mấy bọn quái này. Chứ không là không chấp lại được. Nhưng mà mình thấy cảm thấy là tốc độ của mình đang hơi chậm. Bọn quái nó đuổi mình dí xét đít luôn này. Thôi, bình tĩnh các anh ơi. Em xin các anh. Các anh để cho em thời gian thở đi. Úi dồi ôi. Thêm 200% tốc độ đánh như thế kia mà chúng nó vẫn dí tận đít, chứng tỏ là tốc độ chạy của mình hơi chậm rồi. Phải nâng tốc độ chạy thôi. Úi. Đánh có cầm hòm. Rơi hòm đây. Ok. Chém cây thêm không ra hòm ạ. Úi. Khéo tí. Ok, không chết được. Nâng tốc đánh lên là phát là quả bật này khó chơi ngay. Ba hòm này bây giờ mình sẽ lấy tốc chạy. Phải lấy tốc chạy thôi, chứ không để bọn này nó đuổi cho này ghê quá. Cánh đâu ấy nhở? Lấy cánh hay lấy tên lửa ta? Thử xem cái tên lửa xem nào. Cái tên lửa thì trừ máu, tăng cả đót luôn. Ngon. Trừ máu cộng speed. Trừ máu thì mình sẽ lấy lại cái con bạch tuộc để tăng máu. Lấy hai cái tên lửa là tăng nhiều rồi. Hồi máu này. Crit này. Crit. Ồ, crit mình nâng âm. Đấy là một quá hay nhỉ. Quên mất đấy. Mua tiếp đi kiếm đi. Lần này sẽ mua một cái này. Hai cái này. Ba cái luôn. Đủ tiền mua ba cái. Thiếu 2 đồng nữa thì mua thêm được một cái nữa đấy. Ok, chúng ta vào quay. Ôi, đang bị âm rồi. Đang bị âm này. Không biết là có mua được cái item bật lửa không. À, mua được. Đấy, không âm đam nữa luôn này. Ngon. Trong cái rủi này có cái may. À, được. Rồi, bắt đầu là thể hiện sức mạnh này. Đây, bây giờ là quái vào đây. Bắt đầu solo này. Solo từng quan một này. Úi dồi. Nào, cứ bình tĩnh thôi. Vào đây từng quan một. Solo từng quan một. Ai cũng sẽ có phần hết. Ôi nhưng mà nó lao vào mình vẫn bị mất nhiều máu quá các bạn ạ. Nó lao vào mình vẫn mất nhiều máu quá. Không thể đùa được. Tương đối là đau đấy. Nhưng mà không sao. Lao vào chúng mày chết nhanh thôi, có gì đâu.
ui 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 ui. Từ từ thôi, ai cũng sẽ có phần, ai cũng sẽ có phần, cứ bình tĩnh. Rồi xong quay 10 này, quay này lắm hòm này, lắm hòm thì chúng mày chết rồi, chúng mày chết rồi. Ta lên tốc chạy, ta lên đam nữa cho chúng mày, cho chúng mày triển nhá. À từ từ, lên tốc chạy này, 1, 2, 3 cái tốc chạy này. Xong rồi mình sẽ lấy thêm nó đam ngắn. Đâu rồi, con voi đâu, con mammut đâu rồi. Đây, 1, 2. Đấy, trừ tốc chạy đi đúng không. Bây giờ mình sẽ lấy thêm cái bật lửa để tăng cái đam cơ bản của mình lên. Ồ, chết chúng mày. Giờ thì chúng mày chết với bá, chết với bá. 15 rain. Nào xem nào, bây giờ vũ khí nào. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên, mua thử Legendary đi. Xem mua được con Legendary chưa. Mua thì mua được rồi đấy, nhưng mà chỉ mua được một cái thôi. Mua cái đỏ này, xong là quay về mua cái xanh. Sau đó có mua được cái mua được cái tím không? Ồ, mua được. Mua cái xanh luôn. Ok, chúng ta vào quân 11. Nào, mấy con quái vào đây. Giờ thì khẳng định sức mạnh đi. Úi xổi, đánh nhanh thế. Đập từng con một. Vừa nãy dám hành tao, hành tao suýt chết. Dám hành ông mình suýt chết vừa nãy à. Giờ thì tôi đập từng con một luôn. Đập cho to đầu luôn. Vào đây, không hiểu đây. Vừa nãy cho mày bắt là ai. Bắt nạt ai. Giờ tao gõ đầu từng thằng một, từ to đến nhỏ tao gõ hết. Dám bắt nạt ông à. Cậy chúng mày khỏe, chúng mày đông, chúng mày bắt nạt à. Bắt nạt đi. Nào, bắt nạt đi. Trời ơi, giờ tôi gõ đầu từng thằng một. Nhảy vào đây. Đập hết. À cái kiếm ánh sáng này nó còn lên đam theo kiểu fork nữa nhở. Tí nữa mình lấy fork thêm cho con này, thêm cho cái kiếm này xem nó đánh như nào nào. Quánh hết. Rồi bây giờ mình thử kiếm cái gì lên fork xem nào. Lên cái này này các bạn này. Đây này, cái fork này này. Cái này này, đó. Quan trọng là cái gì để lên fork đây. Mình chưa lên cái kiểu fork này bao giờ, nên là mình cũng chưa biết nhiều. Nhiều cái item có thể lên fork được. Đây, cái này cộng 3 fork này. Cộng 3 fork còn trừ 4 dam. Có cái item nào lên nhiều fork hơn không? Để xem nào lên nhiều fork đó. Free. Mấy cái này toàn lấy hết rồi. Fork cơ. Không có cái item nào lên nhiều fork ấy nhở. Cơ bản là mình không thấy cái nào lên nhiều fork cả. Fork chỉ có cái vừa xong mà mình nhìn thấy thôi. Hoặc là lấy từ level. Nếu không thì bây giờ mình lấy thêm tốc chạy, Tăng thêm dam nữa đi. Ok, tăng thêm dam nữa như thế này. Lấy thêm một cái này nữa. Lấy cái fork. Fork thì có khi mình sẽ lấy thêm cái tăng level đi, để cho nó lên nhiều level hơn. Thì mình sẽ lấy được thêm fork từ cái level. Hạt đậu tăng level đây. 3 fork. Mình sẽ roll fork mình lấy nhá các bạn nhá. 3 fork nữa này. Ok. Vũ khí bây giờ mình sẽ mua Legendary. Quay này đánh boss này. Xem nào. Đang là 3 kiếm 4 kiếm xanh, 4 kiếm đỏ rồi. Còn thiếu cái kiếm xanh lá cây nữa. Ok. Quay này đánh boss này. Thử xem mình sẽ đánh boss như nào nhá các bạn nhá. Vào. Dã con boss này. Đập cho mày chết. Đập. Mày chết. Ôi sổi chết luôn rồi. Tầm này boss này hy sinh. Làm sao mà chơi được. Làm sao mà chơi được Dương. Làm sao mà đánh lại được Dương ấy. Chảy quá khó luôn. Tầm này thì Dương gõ đầu từng con một. Cái tội vừa nãy dẫm bắt nạt à. Dẫm bắt nạt Dương à. Đập chết hết luôn. Sỏi nhìn cầm mấy cái thanh kiếm màu mè nhìn đẹp thế nhở. Giờ tôi gõ đầu từng thằng một. Gõ hết. Gõ từ trên xuống dưới. Con nào láo tôi gõ hết. Kể cả ngoan hiền như thế nào gõ hết. Không tha một con nào. Cái tội mấy cái quay trước dám bắt nạt mình. Dám để Dương phải cáu. Dương cáu là Dương đập hết. Đập từng con một. Chị tội luôn. Úi giời, ngon. 5 hòm này.
5 hòn này thì mình sẽ lấy cái gì đây ta? Lấy thêm 3 fork. Fork trừ đam đi thì mình chỉ cần lấy một cái bật lửa thôi. Là đam nó bù lại ngay ấy mà. Bật lửa này. Bây giờ là luck này. Mình sẽ lấy cái fork đi. May mắn, crit, 12 accuracy, đam. Fork đâu? Fork đâu? 12 chính xác. Trời ơi, roll hết cả tiền luôn mà không ra fork ạ. Phải chấm. Game lừa thực sự. Úi giời, một hòm. Úi giời, giờ đam 500 mấy như này thì thoải mái. Muốn chơi kiểu gì cũng được. Đập hết, đập từng con một. Ui, sướng vãi. Chơi cái kiếm màu mè nhìn thích vãi. Thích vãi trưởng luôn. Ba trăm chín mươi bảy đam, 454 đam. Cái nào mà lên đỏ rồi thì có thể đập được khoảng gần 500 đam. Còn mấy kiếm tím thì vẫn khoảng 300 mấy thôi. Một hai quay nữa là mình cho lên đỏ hết đi mà. Rồi xong. Ok. Nhiều hòm thế này thì mình sẽ lấy thêm harvesting đi. Cho nó nhiều tiền qua mũi quay. Tăng tiền mua cho sướng. 30 cái này. Ôi cái đấy thôi. Cái này. Ok 200. Để một cái vương miện nữa. Một cái vương miện nữa để cho nó tăng tăng 8% qua mũi quay. Xong rồi mình lấy thêm cái này nữa. Tốc chạy này. 3 tốc chạy nữa, chạy cho nhanh. Bây giờ mình sẽ mua kiếm tím nhá. Kiếm tím để cho nó lên kiếm đỏ thôi. Một cái, hai cái, ba cái. Ok, gần lên kiếm đỏ đấy. Cứ dần dần thôi. 600 đam. 500 đam. Đập. Úi xời. Các bạn có thấy là đang hơi ít quái không? Nếu như mà các bạn cảm thấy ít quái thì tí nữa mình sẽ lấy thêm con chuột. Tăng quái lên cho nó thích. Úi giời. Đập hết, đập từng con một luôn. Không chừa một con nào. Đập bằng sạch. Đập cho nó chết hết luôn. Úi giời. Làm sao mà sống được. Giờ là dương đập hết rồi. Dương cân tất. Ok, được thêm mấy trăm harvesting. Mấy trăm harvesting nữa. Thì được khoảng 500 tiền à. 500 tiền cũng được. Thêm 1-2 cái vương miện nữa là qua mỗi quay được tha hồi harvesting thì mà mua đồ luôn. 1, 2, 3, 4. Ok. Chạy như thế là mình nghĩ là ổn rồi. Tốc đánh như thế cũng ổn rồi. Bây giờ có lấy thêm một tí tí gì chụp trâu chêu chêu quái không nhỉ? Hay là vẫn lấy tốc đánh. Nên lấy tốc đánh thì lấy cái này. Lấy thêm một chút máu nữa. Lấy cái bạch tuộc nữa. Đây. Mình làm tốc đánh. Đam ngắn này. Bây giờ mua thêm kiếm tím. Kiếm tím thì cứ mua hết thôi. Đây, 1, 2, 3, 1. Ôi, không đủ tiền. Quay sau nữa thì mới đủ tiền mua hết. Nào, boss đâu? Cứ để cho boss nó sống đi. Tí mình ra mình đập nó sau. Cứ để cho nó sống, tí nữa mình xử nó sau. Boss này. Boss nó cắn mình đau phết các bạn ạ. Úi xồi ôi. Mình chỉ cần lướt qua con boss thôi là nó chết luôn rồi các bạn ạ. Mình bảo mình giữ lại để chơi đùa với nó nhưng mà ai dè. Vừa lướt qua nó phát chưa kịp chào hỏi câu nào thì nó đã đi luôn rồi. Trở về với lại cắt bụi luôn. Khủng hoảng thật. Những tỏ đam của mình ảo thật đấy. Úi giời. Đập hết. Đập từng con một.
Rồi, ok, xong rồi đấy. V15 xong này. 4 hòm. 4 hòm này thì mình sẽ lấy đây, lấy thêm cái này này. Đầu tiên là trước hết là mình sẽ lấy thêm cái tên lửa. Tên lửa để tăng cái tốc chạy của mình lên đã. Rồi, đây, jackpot. Xong mình sẽ lấy cái này, tăng knockback với tăng giáp. Đấy. Trời, thế này nó mới khốn nạn này. Đập con nào con đấy là nó bay đi xa hàng trăm mét. Đấy, trời, thế nó mới kinh khủng. Bây giờ mình còn cái kiếm nào đến chưa lên chưa lên xanh nữa nhỉ? Còn 3 cái kiếm xanh lá với lại xanh dương nữa. 1 2 Lên đỏ hết chưa? Ok, lên đỏ hết rồi đấy. 4 kiếm đỏ màu đỏ này, 4 kiếm xanh dương màu đỏ này, với lại 4 kiếm xanh lá màu đỏ. Ok. Vào quay tiếp theo, quay 16. Quên không mua con chuột rồi, mua con chuột để tăng thêm lượng quái. Thôi để quay sau đi. Ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời. Giờ đánh hết rồi. Không sợ một con nào nữa rồi. Quá to đầu từng con một. Ui giời, ui giời, ui giời. Không ăn thua, không ăn thua. Thằng này coi như là quái chịu rồi đấy. Không làm gì được mình nữa đâu. Gõ hết, gõ hết. Gõ hết. Gõ hết. Gõ hết. Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời. 9 giây, 8 giây nữa, 7 giây nữa. Rồi xong. À, lên được thêm khoảng hơn 1.000. Hơn 1.000 material. Tầng này tiền thì mình sẽ lấy con chuột luôn đi. Lấy con chuột luôn trong này đi. Lấy thêm 5 con chuột nữa cho lượng quán nó nhiều nhiều lên một chút. Chứ ít quá, đánh không sướng. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rain thì thôi không cần lấy đâu. Đam xe, Harvest hồi máu. Harvest, Luck à? Hồi máu không cần. 12 dot tăng tiếp tục đánh lên. Tiền bây giờ mình chả cần nữa. Chả mua cái gì nữa. Có mua thì mua con chuột thôi. Mua chuột để tăng tăng lượng quái các bạn ạ. Đây, tăng lượng quái này. Tăng lượng quái này. 8 con chuột rồi, 9 con này, 10 con này. Ok, chúng ta vào quay 17. Quay này đánh boss này. Từ từ, mình sẽ trêu đùa với con boss này một chút. Không giết nó vội các bạn ạ. Cứ để nó chơi được khoảng mấy giây đã. Cho nó nhả đạn đi. Bắt đầu bây giờ khoảng đến 40 giây mình lao vào mình quất nó. Nào. Hello motherfucker. Trời ơi. vừa hello cái bot chưa kịp chào lại, chết luôn rồi. Áo thật. Đấy là mình còn cho nó sống ấy nhá. Nhưng mình muốn giết nó lúc nào cũng được luôn đấy. Lao và đập cho 12 đập mà mỗi đập là đâu đấy khoảng 700 đến 900 dam. Thì 12 đập các bạn nhân lên là cứ mỗi lần mình lao vào như thế là đâu đấy khoảng chục nghìn dam. Khoảng chỉ cần 2 phát đánh là đi luôn. Quá kinh khủng. Đỡ làm sao lại được. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Được chưa, được chưa. Tầng này hòm à. Tầng này hòm thì lấy thêm cái gì cho nó vui bây giờ ta. Lấy thêm cái gì cho nó vui bây giờ ta. Lấy luôn cái tầm nhặt đi. Nhặt tiền đi, nhặt quả ghét cho nó vui. 4 hồi máu, 16 đam. Ok, vào quay 18 luôn này. Đập hết, đập hết. Đập từng con một luôn. Ôi sao kia như kiểu đam của mình nó bị giảm đi sao nhỉ. Vừa nãy 900, có phát 900, bây giờ nó có 800 bao nhiêu này. Thôi không sao, 800 nó đủ giết quái. Không cần nhiều. Cần thiết tí nữa mình lấy thêm bật lửa. Tăng đam kinh khủng luôn. 55 máu. Máu thì ít. Mà lao quá như thiêu thân luôn. Không sợ, không ngán bất cứ một cái bầy quái nào cả. Đập hết. Đập từ cho nhỏ, từ lớn đến bé. Rồi 993 đam kìa. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, 1000 đam kìa.
Ôi như kiểu đam mình tăng thời gian như thế này, đam tăng nó cái gì ấy. Tức càng về cuối wave thì đam của mình càng to. Đấy, lúc đầu game thì à lúc đầu wave thì đam nó hơi bé đúng không? À, đam dưới 1000 đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cho đam nó trên 1000 nhá. Úi giời ơi, tầm này nó phải lên đến mấy nghìn. 25 12 vết. Ở fork 4 fork ở năm này. Ok, vào wave 19. Bây giờ phải trên 1000 đam. Vậy 1600, 1003 đập đến tầm này thì thôi, quái xin xin vĩnh biệt đi là vừa. Các bạn nghe kỹ kia sound effect của cái kiếm nhá. Nghe nó cứ kiểu gì ấy, nghe nó không được kiểu hay nhỉ. Nó không hay như cái súng gì hôm nọ mình làm nhỉ. À cái súng E33 của cái Monster War. Cái súng này bắn thì sound effect nghe lại hay. Chứ còn cái kiếm này thì nghe nó cứ gừ 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 như kiểu robot ấy. Uầy sướng thế. Ôi trời, các bạn nhìn đập quái này. Đập quái như thế này thì làm sao mà đỡ được. Chúng ta còn với 20 nữa thôi là xong rồi. Ui giời. Rồi xong. Lấy cái này thôi. Lấy bừa đi. 12 đam. 10 tốc đánh. Chúng ta vào wave 20 các bạn nhá. Mình sẽ đánh con boss này dưới 20 giây. Mình đảm bảo là dưới 20 giây. Không phải là dưới 20 giây đâu các bạn ạ. Dưới 10 giây khi mình giết được luôn. Các bạn thấy không? Dưới 10 giây mình giết được luôn đấy. Quá kinh khủng. Ảo thật đấy. 12 cái kiếm ạ. 12 cái kiếm màu sắc này. Nhìn mỗi cái kiếm đỏ này thì là đam à cái kiếm đỏ này là 60% à không. Ừ đúng rồi, cái kiếm đỏ này đam to nhất này. Cái kiếm đỏ này đam to nhất, xong rồi đến cái kiếm à không, hai kiếm xanh này thì bằng nhau. Kiếm xanh dương với kiếm xanh lá cây thì đam bằng nhau, còn kiếm đỏ này đam to nhất. Phê nhỉ các bạn nhỉ. Đánh cái kiếm này phê thật đấy. Kiểu màu sắc nó lung linh ý, nhìn sướng mắt dã man. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Thì đây là video mình làm về cái 12 cái kiếm ánh sáng này. Khá là đẹp đấy. Khá là thú vị. Và mình chơi với con nhân vật Motivator. Con này là đam, con này là con 12 tay. Cầm 12 cái kiếm màu sắc luôn. Đỉnh thực sự. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Hãy để lại cho mình một like cũng như một subscribe và ủng hộ mình và những comment về những phần tập kế tiếp về game Protito nhé. Bye bye mọi người, see you again later.